máy cưa Valenso Hot Test Tetra 328 được nhập khẩu và cung cấp bởi công ty Đại Phúc Vinh. Đây là màn hình làm việc của máy. Tương đối đâu mà không còn phải chết gì đâu. Lâu lâu đo lại còn quay quy tắc nó có đúng không? Vậy cắt bán lên tới 120.